Sáng nay 19 tháng 1, Bộ Quốc phòng và Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam tổ chức trọng thể lễ viếng liệt sĩ Trung tá Đỗ Anh tại nhà tang lễ quốc gia. Liệt sĩ Trung tá Đỗ Anh sinh năm 1983 tại xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Anh là trợ lý phái bộ, phòng công tác địa bàn, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam. Năm 2021, Trung tá Đỗ Anh được Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cử đi làm nhiệm vụ sĩ quan quan sát viên quân sự tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi. Anh hy sinh ngày 6 tháng 1 năm 2022 tại Bệnh viện Dã chiến cấp 3 của Liên Hợp Quốc tại Uganda. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân đến viếng hương hồn liệt sĩ Đỗ Anh, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng viết vào sổ tang: sự hy sinh của đồng chí Trung tá Đỗ Anh đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam cho biết, tại địa bàn mà Trung tá Đỗ Anh làm nhiệm vụ hiện đã không còn chiến sự, do các phe phái đã ký thỏa ước hòa bình. Nhưng những sự thù hận và xung đột nhỏ lẻ, kể cả xung đột vũ trang vẫn còn. Trung tá Đỗ Anh hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ mang tính nhân đạo của Liên Hợp Quốc, chứ không phải trong hoạt động tác chiến. Sự hy sinh của Trung tá Đỗ Anh đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ rất lớn của Liên Hợp Quốc. Có mặt tại tang lễ của Trung tá Đỗ Anh là bà Rana Flower, quyền điều phối viên của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Bà Rana Flower cho biết tất cả những ai đã hy sinh khi phục vụ Tổ quốc, bảo vệ nền hòa bình chung của thế giới, bảo vệ trẻ em và phụ nữ đều có thể được xem là những anh hùng.